Hai bánh chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Chân Miền Tây Học Hỏi Và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú và các bạn về mình sẽ sửa lại một cái bàn bẻ sắt bẻ tay dê nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái này thì lúc trước á là ở chợ người ta bán, mình đã mua, mình sử dụng, mà do khi nó làm ở người ta làm á, sẵn á, thì nó không được chắc chắn và nó mỏng manh. Thì hôm nay mình sẽ sửa chữa lại, mình gia cố, mình sẽ làm lại nha. Mình làm lại những cái phần để mình bẻ cho cái đai, cái tay dê mình được vuông và hiệu quả hơn nha. Thì ở này thì nó đã hư rồi, sai là nó cũng đã hư những cái bát này. Chế như vậy thì nó những lúc thì mình dặn này không được nữa, nó cứ rất là cứng. Thì hôm nay mình sẽ sửa lại cái này, mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Có những các bạn nào mà muốn làm nhỏ bẻ sắt hoặc bẻ đai tại nhà cũng được nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem mình sửa lại cái màn bẻ đai bẻ sắt tay dê như thế nào. Rồi.
sớm giờ mình đã làm lại cái bàn bẻ đai cũ, mình sửa lại ngang của chú anh chị nha các bạn. Thì đã xong, thì bây giờ mình sẽ test bẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem coi nó có hữu ích hay là không nha. Ở đây thì mình có một cây sắt thẳng nè và một cái sắt cong, thì mình đã test hai thứ luôn nha. Đầu tiên thì mình lấy cỡ là 12 ngang coi chú. 12 thì cái cỡ này thì mình lấy chỉ 11 rưỡi thôi, thì mình sẽ bẻ ra cái đây là 12 nha, 12 vuông. Đây là 11 rưỡi nha, tại vì cái này là sắt 6 nè, phi 6, mình lấy 11 rưỡi hoặc là 14 gì cũng được. Còn cái cỡ này thì mình bẻ hình chữ nhật. Thì giờ mình sẽ bẻ cái vuông trước nha. Rất là nhẹ nhàng luôn nha. Nó sẽ vuông. Và đây là 12 nè ngang cô chú anh chị và các bạn. Đây nó là 12 nè, mình lấy 11 rưỡi là nó sẽ bẻ ra là 12 nha. Đây. Bỏ quá. Đây ra một cái đai vuông nha cô chú. Thì giờ các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ bẻ một cái lò xo. Bẻ cho lò xo nha. Thì mình xài lò xo vuông, thì đai lò xo thì mình vẫn bẻ được bình thường đó, sắt là không cần cắt ra luôn. Vậy là mình xài, mình nếu mình thấy là mình kéo ra thì cái bàn bẻ này thì mình sửa lại là nó rất là chuẩn luôn nha. Vuông tuyệt đối 12 vuông. Đây 12 vuông. Rồi. Rồi thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cô chú anh chị và các bạn xem thấy hay hữu ích nhớ đăng ký và cho mình một like nha. Rồi, mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị là các bạn rất là nhiều. Hẹn lại những video tiếp theo. Rồi, ok. Bye bye.